Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, khi anh em xúc phạm đến con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp: Ta không bảo con phải tha đến 7 lần, nhưng đến 70 lần 7. Về vấn đề này thì nước trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ 10.000 nén bạc. Người này không có gì để trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả cho ngài tất cả. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y 100 bạc. Y tóm lấy bóp cổ mà nói rằng: Hãy trả nợ cho ta. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó rất khổ tâm. Họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi vì ngươi đã van xin ta. Còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi? Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ cho đến khi trả hết nợ. Vậy cha ta trên trời cũng xử với con đúng như thế. Nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh chị em mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa anh chị em, đọc bài tin mừng hôm nay, tôi tin rằng ai cũng cảm thấy tha thứ và tha thứ cho nhau không ngừng, không giới hạn là điều vô cùng hợp lý. Hợp lý vì tất cả chúng ta đều là những kẻ mắc nợ Thiên Chúa một món nợ vô cùng lớn, đến độ không thể trả được. Thế nhưng chỉ cần một lời van xin chân thành, Thiên Chúa cũng tha hết. Tha thứ và tha thứ mãi mãi như Chúa dạy là hợp lý, còn vì ít nhiều ai cũng cần được người khác tha thứ, hay ít nhất ai cũng cần được đối xử bao dung đại lượng vì nhân vô thập toàn. Cha ông chúng ta vẫn dạy chúng ta là không ai nắm tay thâu ngày tới tối, hay là cười người hôm trước, hôm sau người cười đấy, nếu chúng ta không bao dung. Tha thứ và tha thứ mãi mãi như Chúa dạy là hợp lý, còn vì món nợ tha nhân mắc nợ chúng ta chỉ là 100 bạc, còn món nợ chúng ta mắc nợ Thiên Chúa là 10.000 nén bạc, trả làm sao nổi. Như vậy, thưa anh chị em, biết tha thứ cho nhau không giới hạn là hợp lý mà vẫn không tha là tự mâu thuẫn với chính mình, là giống như người khát nhưng không chịu uống, đói nhưng không chịu ăn, bệnh nhưng không chịu chạy chữa. Kế đến, biết tha thứ cho nhau không giới hạn là hợp lý mà vẫn không tha là tự làm khổ mình.
bởi vì không ai cưu mang hận thù mà lòng thanh thản bao giờ. Không ít người tiêu tụy, bệnh tật, thậm chí chết vì uất hận. Uất quá chết. Nguy hiểm hơn, biết tha thứ cho nhau không giới hạn là hợp lý mà vẫn không tha là tự mình kết án chính mình. Bởi lẽ Thiên Chúa không thể tha cho những ai không sẵn lòng tha thứ. Thiên Chúa không thể xót thương những kẻ không biết xót thương. Thưa anh chị em, Đức Giê-xu này đã mặc khải cho chúng ta biết Thiên Chúa đã tha là tha hết. Thiên Chúa cũng không chỉ tha từng phần từng lần mà tha luôn một lần tất cả. Nhưng Đức Giê-xu hôm nay cũng cho thấy ơn tha thứ của Thiên Chúa luôn kèm theo một điều kiện, dù đó chỉ là điều kiện tối thiểu, đó là phải tha thứ cho nhau không ngừng. Nói cách khác, dẫu món nợ con người mắc nợ Thiên Chúa là rất lớn, nhưng Thiên Chúa lại không cần con người đền trả. Ngài chỉ cần con người cũng hãy đối xử nhân từ đối với đồng loại của mình. Đừng ích kỷ chỉ muốn được Thiên Chúa yêu thương tha thứ nhưng lại không sẵn sàng tha thứ cho nhau. Bởi như thế là rất nhẫn tâm, là liều mình đánh mất cơ hội để được cứu độ. Amen.